đời, hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn vào đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông đến khi hiện hai cái tai chuông để nhận được những thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo này của mình. Hôm nay ở clip này mình sẽ cho ba thằng này một thử thách các bạn ạ. Ba thằng trẻ trâu này một thử thách, đó chính là thử thách ăn đùi gà nha các bạn nha. Ok, đó. Đây là ba thằng trẻ trâu sẽ ăn hết 10 cái đùi gà rán KFC này luôn, ok. Đây là tương ớt này, đó. Đây là trẻ trâu tem mình, thằng đầu tiên sẽ giới thiệu các bạn này. Tôi Đu Trà chào 500 anh em. Tôi Yếu Mạnh chào 500 anh em. Tôi Văn Tiến chào 500 anh em. Ok, vậy là màn hạt chào hỏi đã xong rồi. Bây giờ sẽ là cái đùi gà này các bạn nhìn này. Đùi gà rất là to luôn, các bạn thấy không? Wow. Mình nhìn không nữa chảy nước miếng rồi. Bây giờ mình sẽ giải tiền ra để thử thách chúng nó ăn hết 10 cái đùi gà này, ok. Mỗi cái đùi gà này tương ứng với số tiền ở bên dưới, ăn hết đến đâu sẽ được nhận tiền đến đấy. Nếu mà không ăn hết 10 cái đùi gà này thì sẽ phải trả lại hết tiền từ cái lúc mà ăn cái đầu tiên. Ok, okay. Hiểu chưa? Okay. Đó, vậy là luật sẽ là như vậy. Bắt buộc chúng nó phải ăn hết thì chúng nó mới có thể lấy được hết chỗ tiền này, tức là chinh phục được hết chỗ tiền này, ok. Giờ bọn mình sẽ bắt đầu giải tiền để bắt đầu thử thách bọn này nhá, ok. Các bạn, nếu các bạn mà thấy clip này của mình hay thì đừng quên nhấn like, chia sẻ, đặc biệt nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình, ok. Và thì mình sẽ giải tiền. Ok, vậy là mình đã giải tiền xong rồi các bạn ạ. Đây là 10.000 này, các bạn thấy chưa? Đùi gà này, nhìn các bạn thấy không? Rất là phê luôn, ngọt mắc phê luôn. Ok, thằng Mạnh sẽ bóc tương ớt ra đổ vào đây đi. Bóc hết tương ớt ra đổ vào đây. Đó. Thằng kia đang cảm thấy đói rồi này các bạn này. Bụng hóp hết ra rồi, bụng không có gì nhá. Đó, toàn bụng không có gì. Một thằng đấy, thằng này còn đang hóp hết cả bụng rồi các bạn ạ. Đó. Ok, đó. Chuẩn bị nào, bóc xong chưa? Đó. Tương ớt này, tương ớt gì đây? Trà ăn đầu tiên à? Chào Tiến nhá. Nào Tiến sẽ ăn đầu tiên nhá. Ok. Vậy là bọn mình sẽ bắt đầu chuẩn bị thử thách này. Thằng Tiến chó sẽ ăn đầu tiên các bạn ạ. Đó. Tiến chó sẽ ăn từ cái 10.000 này lãnh từ đây lên. Đó. Hai thằng này đã thèm rồi ạ. Thèm chưa? Thèm thì để phải thằng Tiến nó ăn hết cái đã. Bọn mày phải dục nó ăn nhanh lên để đến được bọn mày. Đó. Chúng mày mà muốn ăn là chúng mày phải dục nó ăn nhanh lên để đến được bọn mày. Đây này. Còn, ở đây còn rất nhiều đùi gà đang chào mày này, thấy chưa? Thời gian có hạn, chúng mày đấy. Lộ, thằng cái này còn đang như là còn kéo như là chiêu ngươi hai thằng kia luôn. Đói đói, thằng kia chưa ăn gì à? Chưa. Thằng kia chưa ăn gì chưa? Chưa. thế này có lẽ mình nghĩ là bọn nó sẽ chinh phục được, bởi vì nhìn cái đùi gà rất là ngon luôn. Đó. Cái đó, cậu nước đi. Có lên ăn hết cả xương không nhỉ? Không ăn được. Hả? Không ăn xương à? Không ăn xương thì ok. Hết chưa? Các bạn nhìn thấy nó hết chưa? Đó, vậy là hết một cái đùi gà rồi. Nó sẽ vứt đùi gà, vứt xương rồi, ok. Tiếp tục lên thằng Mạnh các bạn ạ. Cái tò tiền thứ hai là vẫn chỉ 10.000 thôi, ok. Rồi các bạn xem cái đùi gà đây. Nhìn ngon lắm các bạn ạ. Mình là cái thằng quay mà mình không được ăn miếng nào luôn. Thèm quá này. Là khổ lục thằng quay. Ăn đến gì.
rồi và nhặt lên để ăn. Đó. Ăn hết. Chấm đi, ăn nhanh nhanh để tao còn ăn. Thằng kia đang rất là thèm rồi. Thằng này thì ăn một cái xong thì bảo đang rất là thèm luôn các bạn ạ. Chúng nó là chia 10 cái, chúng nó ăn đi làm mà phải ăn đi làm mà chúng nó phải hết được 10 cái. Không cần biết là chúng nó ăn kiểu gì, miễn sao 3 thằng ăn hết được 10 cái này để có thể lãnh cho hết cái số tiền này của mình. Thằng kia đang rất là thèm rồi các bạn ạ. Thế chưa? Thế chưa? Hết luôn. Thế chưa? Hết rồi. Rồi, ok. Ê, vẫn còn hay sao này? Đâu? Đây. Sụn, sụn. Rồi, ok. Thế rồi. Vậy là thằng Mạnh nó đã ăn xong cái thứ hai rồi. Vậy là đây còn 8 chiếc nữa. Chuẩn bị bây giờ sẽ đến lượt thằng Trèo đun trà. Nó thèm từ nãy giờ rồi các bạn ạ. Đó. Vẫn người nhìn thôi à? Đó. Mời các bạn nhá. Ui trời. To ra đấy. Cảm giác như nào? Phê, ngon. Cứ được ăn được. Ngon. Ngon không? Ngon. Ăn để sống rồi. Ăn được sống, sống để mà ăn được. Các bạn thấy chẳng ăn kinh rồi. Kiểu như nó ăn, thi ăn nó kiểu tốc độ ấy. Ăn chỉ trong vòng vài chục giây đã hết cái đùi gà to cái bắp chân rồi các bạn ạ. Mấy tháng chưa ăn à? Mấy bọn kia thấy sợ không? Sợ. 2 tháng chưa ăn. Thằng này chó. Chó. Mắc phê rồi. Sinh ra để ăn. Sống để ăn. Không để ăn mà không ăn chết ạ. Đúng rồi, thằng nói hay lắm. Vậy là thằng này nó ăn rất tốc độ, vậy là nó đã ăn xong một cái rồi các bạn ạ. Đó, vậy chúng nó còn 7 cái nữa. Vậy là tiếp tục, thằng này đã hết rồi, bây giờ tiếp tục. Cảm giác như nào rồi? Ngon. Có muốn chinh phục hết số tiền này không? Có. Vừa được, ăn hết chỗ đùi gà này, vừa được tiền các bạn ạ. Nếu chúng nó chinh phục hết, nhưng mình nghĩ chúng nó chỉ ăn đến cái thứ ba là chúng nó sẽ ngấy rồi. Là bắt đầu đi quay trở lại với tiêm chó. Để cái to này. Ôi ôi. Hai thằng kia sau khi ăn đã, bây giờ lo ăn còn thấy thèm nữa không? Có. Tao lộ lên. Một thằng thì ăn, một hai thằng đứng bên cạnh cứ dục để đến lượt mình được ăn các bạn ạ. Cô lộ lên. Nhồi tiếp vào. Hàng trẻ trâu kia đang rất là thèm các bạn ạ. Đó, vẫn đang dục thằng tiên chó ăn nhanh lên. Biết các bạn đã chảy nước miếng chưa? Các bạn mà thấy clip này của mình hay đừng quên nhấn like, chia sẻ, đặc biệt nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ kênh của bọn mình nha. Sau khi mà nếu kênh của mình đạt 100k subscribe thì mình sẽ mua hẳn 10 con gà về để cho bọn này ăn thử thách ăn luôn các bạn ạ. Tớ thịt trộm bò nhà hàng xóm. Đúng rồi, đúng. Thịt trộm đấm ấy. Sụp độ lên. Mạnh nó bỏ thì sụp rồi. Nào, mút luôn đi. Rồi. Mút thử không nào? Rồi, một cái mút rồi. Đó, ok, vậy là hết cái của thằng tiến chó rồi các bạn ạ. Bây giờ sẽ tiếp tục đến cái của thằng Mạnh. Nào, đến lượt Mạnh nhà của Mạnh to rồi. Nó chinh phục được một lửa rồi các bạn ạ. To rồi. Vậy là còn một lửa đùi gà nữa rồi. Nào. Úi dồi ôi. Phê. Ăn nhanh nhìn. Cái ngấy chưa? Chưa. Gần. Thì vậy đây là thằng này nó bảo gần ngấy, mình đoán bọn này chỉ ăn 2 cái rồi nó ngấy thôi các bạn ạ. Vậy là chúng nó sắp sửa không chinh phục được tiền của mình rồi. Đâu? Đây. Nhận ăn hết à? Không. Tốc độ lên. Nhanh lên.
tao ăn đói lắm mà đệ, một cái chưa đủ. Chưa đủ à? Chưa. Chưa đây. Thì nhìn chưa hết à? Chưa hết. Chậm thế nhỉ? Đoạn hết cả sụn này. Có lẽ là mình sắp giờ mình phải ra thêm thời gian cho bọn này, bởi vì mình chắc là mình phải khoán thời gian cho bọn này trong vòng 3 phút phải ăn hết 10 cái đùi gà mới lấy được tiền các bạn ạ. Chứ ăn bọn này ăn đây này ăn. Thằng này thì không phải nghĩ luôn, bất cả video nào của mình rất nhiều bạn có bình luận là ông Triều Đôn Trà này là ăn như thuồng luồng các bạn ạ. Đúng đen. Vậy là mỗi đây là vòng mỗi thằng ăn hai cái rồi đúng không? Là khi mỗi thằng sẽ là ăn cái thứ ba. Cái thứ tư thì ăn. Hả? Cái thứ tư thằng cảm thấy ăn được thì ăn, không thì là tao sẽ ấy chạy. Với cả chỗ này ok. Đó. Mát, có thằng mát. Ui. Úi giời. Nhanh. Hết 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 thật chưa mà nó vứt rồi. Thế rồi. Thằng này đói sao mà bắt nó tiếp tục nhận sờ tay nhanh thế để cho các bạn xem á. Đó các bạn ạ. Vậy là còn 4 cái nữa nhá. Và Hoàng Tiến sẽ là đến cái lượt thứ 3 rồi, chiếc đùi gà thứ 3 cho Hoàng Tiến chó. Cố lên. Ăn phồng phồng miệng lên. Cố lên. Có thể nóng không? Cố lên. Thằng này đếm nhà nào? Cố lên, nhanh nhớ. Thằng này chắc không ăn được nữa rồi các bạn. Sắp chớ rồi. Là mất hết chỗ tiền nào, đưa tiền đây sẵn đây. Chắc bọn mày không ăn được nữa rồi. Cố lên. Hai thằng gần gái, thằng cổ vũ rất nhiệt tình các bạn ạ. Cố lên. Không phải sợ, mạnh mẽ lên rồi. Ăn bằng sạch nhá, không để lại cái gì đâu. Cố lên, lúc này chắc tôi đấy. Đã dinh ra hết chỗ kia đâu. Dinh ra hết à? Không. Mạnh đâu mà ăn rồi. Ăn hết thì mình, thằng nào ăn hết thì lấy tiền nhiều hơn, hiểu không? Thế rồi, vứt xuống đi. Tao mày nhanh lên. Rồi, là bây giờ tiếp tục biến thằng mạnh các bạn ạ. Cố lên. Quạt rồi, mát rồi, ăn nhanh lên. Chậm thế. Thôi chút tiền lên hả? Chúng nó đã chinh phục được một đường khá là xa rồi các bạn ạ. Bây giờ còn hai cái đùi gà nữa. Mạnh cầm. Cố lên. Được 3 lít rơi à? Cố lên. Tốc độ lên. Tốc độ thần thánh mà. Mạnh mẽ lên. Tốc độ lên. Đúng rồi. Nhanh lên, cầm đùi gà đi hết à. Tiền. Là tiền. Vậy được 3 lít rơi. Hết chưa? Thế chưa các bạn thấy hết rồi. Hết rồi, ok. Nào. Tiếp tục chào chào đun chè này. Cố lên. Hay là quán mát rồi này, ăn nhanh lên này. Ôi là. Thằng này thực sự ăn rất là nhanh luôn các bạn ạ. Không biết là nó ăn được thêm cái nữa không? Ăn được nữa. Ba thằng này cứ ăn chia nhau, chắc là mình nghĩ là bọn nó sẽ hết cái này, bởi vì thằng này ăn quá kinh khủng luôn các bạn thấy không? Cố lên. Hai thằng ở ngoài đang cầm tiền để quạt luôn các bạn ạ. Cố lên. Cố lên, anh bò chú này. Tiền bùa. Nhanh lên. Cố lên. Thắng hết rồi, còn cái nữa thôi, cuốn nốt cái kia đi. Cố lên. Kích lệ tinh thần đấy à? Hả? Cố lên. Mày ăn hết được cho một lửa. Ăn luôn cái kia đi cho lửa. Mày ăn nhau. Cố lên. Vậy là chúng nó đã ăn hết cái thứ 9 rồi các bạn ạ. Nó nhai vào cả xương luôn này. Đó. Vậy là chúng nó còn một cái nữa để chúng nó có thể lấy được hết tiền rồi các bạn ạ.
Còn một cái nữa thì không biết là thằng nào sẽ xung phong ăn đây, hay là thằng đây. Tưởng là thằng này thì người to kia sẽ là ăn nhiều hơn nhưng lo rồi. đây. Lo rồi thôi thằng kia lo chưa? Lo rồi. Thằng này cũng lo rồi. Chưa không ăn hết là tao lấy lại hết tiền đấy. Ok nào. Okay. Vậy là thằng này quyết định ăn cái thứ tư rồi các bạn ạ. Mình giá to này. Thằng này cố lên tốc độ lên 200 đây rồi, tốc độ lên mua cái cuối cùng 2 lít đấy, 2 lít đây rồi. 2 lít mua bao nhiêu cái? Đấy. Không, 2 lít mua tầm 9 cái. 6 lít rồi đủ em mấy chục cái à? 6 lít cho mày ăn thì uống ngày thì nghìn. Tốc độ lên nào, phồng mồm phồng miệng lên. Không ăn được hết thì có thể nhờ trợ giúp, mà hai thằng này báo lo rồi các bạn, người thì to như quân tịnh. Tốc độ lên. Nào tốc độ lên. Cần trợ giúp không? Đây trợ giúp luôn đâu. Thôi rồi ăn nó hết đấy. Nào tốc độ lên. Cái con. Tốc độ. Nào. Mút nó đi. Còn một chút nữa thôi các bạn ạ. Vậy là chúng nó đã hoàn thành thử thách rồi. Được rồi, gặm nút thôi đi hết. Bên kia đâu? Rồi. Cố lên chứ nào. Cố lên hết rồi. Cái đầu sút nó không ăn được đâu. Đấy, đầu sút trên rồi. Hết. Chưa nhai hết trong mồm kìa. Ok, vậy là như các bạn đã thấy, các bạn theo dõi video từ đầu đến giờ đấy. Vậy là 3 thằng trẻ trâu này đã ăn hết 10 cái đùi gà và chinh phục được hết số tiền kia rồi các bạn ạ. Bao tiền đây? Hơn 600. Chúng mày sẽ làm chia, gì? Chia. Chúng mày sẽ làm gì với số tiền này đây? Thằng ăn nhiều hơn, thằng này được nhiều hơn. Đó, rồi để tao chia. Chúng mày đắt đồ. Chúng mày sẽ làm chia đẹp không? Chúng mày sẽ làm gì với số tiền này đây? Là đi mua đùi gà tiếp. Đùi gà tiếp. Chiều nay tối anh em đi uống bia rồi. Tối nay có trận đá bóng. Ok, là vậy bọn mình đã hoàn thành clip thử thách ăn đùi gà KFC ở đây rồi. Ok, các bạn mà thấy clip này của mình hay đừng quên nhấn like, chia sẻ, đặc biệt nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình nha. Giờ mình sẽ không làm mất thời gian của các bạn nữa. Ok, giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye.